tiếp tục đấu tranh với tội phạm đường phố và thanh thiếu niên hư trên địa bàn. Ngày 3 tháng 3, Công an thị xã Thuận Thành phát hiện làm rõ một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi chuyên đi lang thang trên các tuyến đường. Khi thấy các nhóm thanh niên khác cùng độ tuổi thì dùng dao kiếm chém gây thương tích mặc dù trước đó chưa quen biết và chưa có mâu thuẫn gì. Bốn thanh thiếu niên trên đều trú tại phường Phù trần thành phố Từ Sơn. Trước đó ngày 29 tháng 2, số thanh thiếu niên này rủ nhau đi từ Từ Sơn qua cầu Kinh Dương Vương đến quốc lộ 17 hướng về ngã tư Đông Côi. Đến địa phận khu phố Tam Á, phường Gia Đông, nhóm bốn thanh thiếu niên này gặp nhóm ba thanh niên khác đi ngược chiều, liền quay xe đuổi theo, dùng kiếm chém khiến một thanh niên bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện công an thị xã Thuận Thành đã thu hồi phương tiện tăng vật của vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.